Hello cả nhà, bữa nay mình dùng hủ qua nghe. Dùng hủ qua thì phải có hủ qua. Đây rồi mình có thêm 3 miếng cá xà khách tiết nha. Ngon ghê. Nè. Cá phi lê ta lóc hết trơn ra nè cả nhà. Nhà có thêm thịt nữa nghe. Đây. Thịt quý sự sản quý bầm. Bữa thịt này ổng ốp rồi nè. Và thêm thịt bầm nha. Nửa dĩa thịt bằm và có hành nữa. Bây giờ mình sơ chế thịt bằm nha. Bằm ra rồi mình bỏ hành nó vô. Đây, thịt mình đã bằm xong rồi cả nhà. Mình thích ăn dầu hôm qua phải có thịt mỡ gì nè, nó mới ngon. Rồi bây giờ mình đem qua đây đặng mình là mình lấy cá này ra đặng mình bằm nữa. Cá này ngon lắm cả nhà. Thịt xong rồi cả nhà thấy không? Cái xoay thịt đây nè. Cái gì đâu mà có thịt ra. Đây bây giờ mình sắp nó xong rồi cả nhà. Nè. Bây giờ mình cho muối vô đặng mình bằm nữa nha. Bằm gì nè. Đây, cá mình bây giờ nó xong rồi cả nhà, ngon ghê chưa? Rồi mình đem mình chọn nha. Đó, nhiều sắc hành. Sao? Hello cả nhà, dưới con đẩy vào được rồi. Muối, tí xíu muối. Bây giờ bữa nay mình có là cái này là thịt bằm nè cả nhà. Khoan, bây giờ mình dùng hủ qua nha. Mình có cục thịt bằm nè cả nhà. Bữa nay mình gọi dĩ dán cái cục mỡ nào nãy mình bằm xong á. Cái này cá đây nè, cá này nè, cá cát phít, còn này thêm là cá thắt lát nè cả nhà. Người ta bán gì nè. Rồi mình trộn ra nha, mình lấy thêm cá này vô. Mà có nhiều hủ qua chắc mình để đó, để mình chiên thêm nữa. Nè. Cá này gì nè. Wow. Sao nó dai dữ vậy ta. Rồi ở đây là nấm mèo. Mình cho nó vô. Cái này là đường với hạt nêm. Đường mình cho ít thôi. Cái này phải có tiêu cả nhà ơi. Đây. Mình cho cỡ nhiêu tiêu đi. Cho nó thơm, thêm miếng nữa đi. Và bột ngọt nha. Có bột ngọt đó. Và tí xíu muối, chừng muỗng muối gì đó. Mình nêm sao không được. Hành, cho hết hành vô đi. Bữa nay ngồi dưới đất cả nhà ơi. Và hành là hành cũ nữa. Rồi bây giờ mình nhồi bằng tay nha. Wow, ngon lắm. Cả nhà biết sao không? Mình làm cái này á, nó có thêm mỡ heo á, mỡ heo và cá thắt lát nữa, và thịt bằm nữa. Thịt bằm mình mua ở chợ nó không có mỡ nhiều, bà quý mua thêm mỡ quý bằm vô, rồi ăn vô mình. Phao miệng luôn nha.
nhận nó thơm cả nhà ơi, nó thơm lắm. Rồi mình đi cho dọn qua thôi. Ok. Bây giờ mình dọn nha. Dọn. Dạ cho bình nè. Đó, mình dọn qua nè. Cái gì đây? Cái gì đây? Ngon chưa? Trời ơi, cái này nhiều quá vậy này, quý để gì, sao để gì hết được? Mới lấy ra hết mà để giờ giờ lấy. Mới lấy ra nào? Mới lấy thời đó. Em mới lấy ra. Nãy giờ lâu lắm rồi, anh để đồ vô rồi. Rồi nhắc qua. Ngon chưa cả nhà? Dồn là chất lượng luôn á. Nhiều này dồn hết trơn bao nhiêu ký hủ qua luôn á. Mà mình có mấy trái hủ qua à. Rồi giờ cái này một hồi mình chế biến ra một món khác nữa. Đó là mình chiên. Mình sôi nha các bạn. Rồi nước mình sôi mình cho tí xíu muối vô. Và một tí bột ngọt. Nó sôi một hồi mình bỏ thịt hủ qua vô cả nhà. Đây mình dò thêm một nhiêu thịt nữa nè. Rồi ngon chưa, mình đợi nó sôi lên. Đây giờ nó hủ qua mình nó đã sôi quá rồi, mình cho nó vô là củ hành nha cả nhà. Biết sao mà củ hành mình để vô nó thơm lắm, mà nó lại như thịt bằm thịt mình còn hồi nãy nè, mình đổ cho nó hết đi luôn đi. Còn củ qua này quá chừng ngon cả nhà ơi, thịt mình giò viên nữa. À ngon chưa, chờ đợi cho nó sôi ra đi, tại mình đụng tới nó bể, sợ nó bể á. Bể ba thịt bằm nữa đó, ngon chưa. Đây bữa nay mình làm được keo vi chua nè cả nhà, làm theo kiểu kim chi á, kim chi mà cái loại này là kim chi trắng nha. Củ cải trắng, củ hành, củ cải đỏ và cải kim chi nè. Mình chọn theo kiểu người Hàn ít rồi kiểu Việt Nam của mình ít cả nhà, ngon lắm. Này mình đem mình chấm thịt kho.
Hello đại gia đình. Bữa nay mình ăn hủ qua dồn và thịt kho rượu. Và thêm món cải kim chi nữa cả nhà. Đây. Cải kim chi mình lặm qua mà không biết vừa ăn chưa nên mình gấp đại ra nè. Mình ăn thử nha. Ngon đó nhưng mà nó chưa được thấm hung. Thôi giờ quý mời cả nhà ăn cơm với quý nha. Thịt kho rượu ông chồng mình ông ớt nè. Ngon chưa? Màu đẹp chưa? Quá đẹp luôn á. Và thêm hủ qua nữa nha cả nhà. À, mình cắt hủ qua kìa. Ngon lắm cả nhà ơi. Được rồi, em cắt rồi. Quá ngon luôn á. Thôi giờ quý bà cả nhà ăn cơm với quý nha. Bữa nay mình ăn như một món đó là gì ta nói là ăn khổ qua gì, ăn khổ cho nó qua. Bữa nay mình ăn khổ qua đi. Cho ăn khổ nó qua đi ha cả nhà. Nó ngon mà nó không biết được nói. Ngon dễ sợ. Không biết nó ngon hay không. Nhưng mà mình biết nó ngon rồi đó. Tại sao? Ngày qua mình mua mua mỡ heo á. Mỡ heo cái mình bầm vô và cả thắt lát nữa. Bây giờ quý mời mọi người ăn cơm quý nè. Đôi lòng ăn nửa cái hủ qua. Uống lưng bát nước đi tìm người ta. Định nó không ngon à? Định nó không ngon làm quê chơi mà tàu hủ đi. Nó ngon bá cháy luôn mọi người ơi. Wow, quá xá tuyệt vời luôn á. Tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời nữa. Nó béo. Tại cái miếng hủ qua dòng mỡ nhiều lắm. Bữa mình mua thịt bằm ở trong chợ của Mỹ á cả nhà. Nhưng mà nó không có được mỡ nhiều. Ngồi cơm này ông ba giống hơi cái chỗ nào nó bị hơi nín không? Ông xớt nồi cơm lại. Xớt cái nồi cơm lại. Thôi cái nào chỗ nào mà nó sống ấy là để trả lại đây cho chồng ăn. Để vô trong cái nồi cơm lại. Để cho chồng ăn còn kia để vợ ăn. Đây đi lo làm bây giờ đồ mới vậy. Dứt ngay giữa rồi con bị sống nghĩa khư dễ sợ mọi người. Mình nấu cơm nó sao cái này kim chi nè. Còn mình chấm thịt kho mới ngon. Mình chấm thịt kho ngon quá cháy luôn mọi người ơi. Cơm nóng hổi chín tươi chín tới luôn. Nhão thiệt bông. Sôi lên chút xíu là nó còn nóng nó phải nhão thôi. Mình nấu cơm hư quá cả nhà. Ngon không? Ngon. Nhão nhạt. Được rồi không? Cơm á. Mình á hồi đó nấu cơm giỏi lắm. Bây giờ qua đây đi lo đi làm giết ở nhà chồng con nấu cơm. Biết nấu nồi cơm. Bữa đó nấu nồi cơm sống nhăn luôn. Nấu nồi cơm sống nhăn luôn mới ghê.
bữa nay nấu được cơm nhão nhão mà sống nữa. Thức bà này mới nên sợ. Ăn thử miếng thịt heo rồi. Cái này là củ cây trắng đó cả nhà. Bữa nay mua được củ cây trắng mà cái củ tròn lụi nó mới dài mà ngon, ăn hoặc kho kiểu nhớ lại nhớ lúc mà tết đó cả nhà. Xưa gia đình nghèo tới tết mới được ăn nồi kho rượu, ăn kho rượu là nhớ là mùa tết. Vì vừa thăm ơi không hết ông ơi không hết phước mãi nhà. Công nhận mình làm mì chua nay ngon quá trời cả nhà. Củ cải mà theo kiểu củ cải mình làm gỏi á cả nhà. Thường bắp cải á, thường cái bắp cải chứ không phải củ cải. Mình làm với chua mình ăn chung với thịt kho rượu cũng ngon sao đâu. Bữa nay mình kho cái này á là mình kho cốt lết đó cả nhà. Không thịt ngon như sợ luôn. Mình ấp cho mấy tiếng hồ luôn, bởi nó thấm vô thịt chứ sợ. Có thịt gì đó mà nó mềm. Cho đi phê, dễ gì quên. Quên đồ cà phê là anh mừng lắm á. Sao vậy? Vợ uống cà phê vẫn nhớ cha nhớ anh. Không uống mới nhớ, mà không nhớ. Đi làm, ra nữa gãi đây gặp tới, uống cà phê lít mà ra luôn. Công nhận như chua mình chấm thịt kho quá trời bắt cả nhà. Nó ngon á. Làm chấm nước mắm chầm thôi. Nó ngon mà béo.
cách giờ mình dồn hủ qua mình không có bầm mỡ vô, là cũng như là hơi, nói chung là hơi lu bu á, mình mua về mình chỉ dồn nữa thôi. Mà bữa nay được rảnh rỗi á, mua mỡ về bầm vô, biết là đại tới bầm mỡ vô thêm ăn cho nó ngon. Ngon thôi đâu, ăn tới đâu nó béo ngậy tới đó. Vợ tôi nó khùng dữ lắm. Ông ngồi đằng kia ông chửi vợ ông kìa. Bà con ơi, vợ tôi nó khùng dữ lắm. Cái khùng dễ thương. Nấu cơm không nấu được thôi, có ai đâu khùng. Mình nấu cơm sống thì mình nói cơm sống thôi, chứ có ai đâu khùng hả cả nhà. Mình có lỗi thì mình nhận lỗi. Dễ thương. Có lỗi thì mình nhận lỗi, chứ sao giờ. Dễ thương lắm. Dễ thương vợ dữ lắm. Mình đang ăn hết trơn cái dĩa rau. Vợ nó vợ làm cái dĩa rau cô thấy ngon quá. Ngon. Bóc được không? Hả? Bóc được không? Được. Chấm cho miếng. Thôi vậy là cái cọng ấy đó. Ờ, bắt không? Cọng thì dữ vậy. Bắt ăn với cơm rồi hết mà ăn là ngon. Ngon cái này là hết trơn là con rồi. Quý làm theo kiểu mà phân nửa của Hàn Quốc, phân nửa của người Việt mình à, ăn nhau luôn à. Tủ. Rồi ăn hết chân cơm luôn cả nhà. Nó ngon không? Hôm qua là ăn cá khúc khúc luôn bây giờ. Ừ. Bốn khúc rồi. Nước vừa ăn thấy sợ luôn. Ngon quá cả nhà. Nồi canh hú qua quá đặc sắc luôn. Và nồi thịt kho cũng ngon luôn nữa. Và cải cũng ngon luôn nữa. Nó làm gì cũng ngon hết. Đâu. Quá sát tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thì miếng cải nữa.
thì ngon. Không còn gì bằng nữa. Thôi giờ video của Quý đã tới đây đã kết thúc rồi mọi người. Mọi người nhớ like và share và subscribe cho Quý nghe. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.